Mình mới vừa ghé qua nhà của anh Cường. Thì anh Cường này xây lên được hơn phân nửa rồi. À. Chị đi tiệm hả? À, chị đi tiệm mua đá về làm nước cả luôn. À, mình thấy đây là đần tay bằng dừa. Bằng cái dừa. Thì anh bận gì anh bận đi. À, nãy giờ mình vô thì mình thấy anh Cường đang làm. Nhà anh Cường chắc là mấy món mình nghĩ là rất là đẹp luôn á. Tại vì anh Cường là thợ thì ảnh bỏ công nhiều vô nhà của ảnh thì nó cũng nằm đó. Không có tốn tiền. Cho nên là mình thấy mới có tới đây rồi nhưng mà thấy nó đẹp lắm. Thấy cũng kiểu cọ đủ thứ. Thì cái chỗ này nè là cái vách tường, vách ngăn trước cửa thì ở đây là ảnh làm gạch hai lớp luôn, hai lớp gạch tàu, hai lớp gạch ốp, một cục hai cục, nhìn rất là rộng luôn, 4,5 m mà rộng ơi là rộng, 4,5 m mà nhìn rộng ghê chị, hen, 4,5 m mà lọt lòng mình còn 4,3 m à, mà nhìn rộng nha, rộng ghê rộng chứ, thì ở đây anh Cường làm gì mà có mấy cái lỗ này vậy? Trang trí á cơ. Để làm trang trí đi. Món gắn đèn hay gì? Không, ví dụ tụi nó dựng tập, nó dựng gì, nó đắp cái gì nó bỏ lên. Cái dừa cái này kia nó kiểu á. Hả? Hả? Rồi đây là cái phòng khách. Trời ơi dày rộng ghê rộng không? Sau này ngay chỗ đó là sẽ làm cái máy may của chị đó. Xí chỗ rồi hả? Xí chỗ rồi đó. Đây là trong phòng. Đây là cái phòng kế nữa nè. Rồi kia cái phòng kế nữa. Cái đó là cái toilet, cái nhà bếp. Toilet nhà bếp. Ở vậy mấy phòng vậy chị? Hai phòng, một phòng ngủ. Một phòng mà. Một phòng mà phòng mẹ phòng. Hai phòng thôi, một phòng. Nha hả? Tại vì dưới cái bếp cái toilet rồi. Mà vậy là đủ rộng rồi. Đúng rồi. Bếp mình chưa có. Hai phòng mà anh kéo ra nó đâu có đủ đâu. Anh tính kéo qua đó làm cái bếp bên đó phòng đây. Nhưng mà cuối cùng anh thôi thấy không xong rồi. Thôi vậy ông bà thiệt chứ chúc mừng dữ lắm rồi con ơi. Thì khả năng mình làm tâm khả năng của mình rồi chừng nữa mình có dư rồi cái mình làm ra thêm. Đúng rồi. Giờ anh cần chạy đà hả? Mấy cái đà này anh đợi bông rác của anh chạy nè, giờ có rác thì anh đưa chạy. Vị Tư đi đâu anh Cường? Anh qua đi xuống dưới vừa ở dưới nãy mà nói mà đi làm mới với ông nhóc hay ông nhóc anh Cường, cái nhà bếp dưới là mấy mét vậy anh Cường? Bếp nào đó khúc đó 2,5 m hai mét mấy xuống rồi 2,5 m phải không? 2,8 m. Còn cái phòng này là 3 m hả? 2,8 m luôn. 2,8 m luôn. Còn phòng khách? Phòng khách 4,3 m. 4,3 m rồi hàng ba. Hàng ba 2,5 m. Có chân điện đó hết. Em ghé em thăm dì Tư mà dì Tư đi bằng chưa về. Ở đây là vừa thợ vừa phụ vừa đẩy gạch luôn á. Chị hả? Ảnh đẩy chị phụ vòng vòng trong nhà, thằng này ngủ thì chị làm thôi. Hả? Rồi biết khi em nó đổ đà rồi nè. Hả? Hôm qua hai chồng đứa con. Thằng này nó thức cái thì thằng nhỏ nó để em dọc nó đưa. Hôm qua thì ông nội giữ vòng. Ôi rộng gãy ghê luôn nè. Ra cái suy nghĩ đó, suy nghĩ biết chừng nào tới thì chị mới cắt được nổi nha. Vậy là mừng lắm luôn, quý lắm luôn á chị. Mình mới có nhà khỏe rồi. Khỏe rồi. Trời ơi, thấy thiệt như mừng ha. Mừng dữ lắm. Không có nói gì được nữa. Em thấy em còn mừng quá trời mừng luôn mà. Rồi chị biết chừng nào chị chồng chị làm được cái nhà như vậy. Nhà tranh thôi, mơ ước cái nhà tranh thôi á. Mà giờ lên được nhà này thiệt. Ở đâu vậy? Thấy không kìa. Qua coi cửa sau mẹ thì không? Ừ, em qua em coi cửa sau của chị Tư kìa. Vâng. Rồi
mình qua coi cửa sau. Cửa gì tư? Đi trong sao, trong nhà tôi mở cửa. Thôi khỏi mở cửa, em đâu có giờ. Em đi cái này lòn lên cửa thước luôn. Khỏi mở cửa chị ơi. Đây là cái cửa sau của dì Tư. Đó. Ở trên đó thì dì Tư cũng phải làm một cái tấm ngăn lại. Mưa gió không có tạt nữa rồi. Rồi chị mở đi. Rồi. Dì Tư mới vừa đi làm về. Dì Tư chở làm sao vậy? Chở dì Tư về. Thì mình thấy là bên hông bữa hổm chỗ này thì là đất, nhưng mà nay dì Tư là cán màn lên rồi. Dì Tư mua thêm mấy cái lơn. Phải không dì Tư? Dì Tư mua mấy cái lơn bên đây nè. Dì Tư làm cái nền á, không này. Dì Tư rồi nãy để. Thôi đừng làm cho em. Dì Tư mua 4 cái lơn ha. Ở trong kia 2 cái, này 2 cái. Rồi để cái thùng lên. Gắn cái quanh mà hôm nay dì Tư mất đi làm suốt á. Dạ. Gắn quanh ăn nước mưa nữa là cái thùng này nữa là dì mừng dữ lắm. Dạ. Bữa nay á thì dì Tư có quà nên con đi ngang con gửi cho dì Tư. Quà này là của chị Quỳnh Diệp ở bên Mỹ. Chị Quỳnh Diệp á là người qua, cho nên là chị Quỳnh Diệp nhờ con gửi cho dì Tư cái món quà mà nằm trong cái bao màu đỏ. Tượng trưng cho sự may mắn của người qua. Thì ở trong đây món quà đó là số tiền 1 triệu chị Quỳnh Diệp gửi cho dì Tư. Đi nhận đi. Vậy dì Tư cũng rất cảm ơn của chị Quỳnh Diệp. Dì Tư không biết nói gì, thôi cũng cảm ơn cô với cầu chúc cô mạnh khỏe vui vẻ, chứ giờ dì Tư đi mần cũng tối ngày đầu thắc mặt thắc dì Tư không biết nói gì hơn. Thôi dì Tư cũng rất cảm ơn cô Khánh. Khỏi dì Tư với con quá quen biết rồi, khỏi cảm ơn con. Em cảm ơn chị Quỳnh Diệp rất nhiều. Chị Quỳnh Diệp đã giúp đỡ ủng hộ cho kênh Hương Vị Đồng Quê, cũng như là chị Quỳnh Diệp đã giúp đỡ cho những người lân cận xung quanh em nữa. Em cũng cầu xin ơn trên thương xót, chúc phước, ban sức khỏe, ban sự bình an, ban sự may mắn trên công việc của gia đình chị, để gia đình chị có nhiều điều kiện giúp đỡ cho những người khó khăn khác nữa. Em cảm ơn chị rất là nhiều.